Được rồi. Cận cảnh clip người dân ra sức hợp lực phải bắt trăn khủng đang nuốt trọn một con dê. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Mai Thế Phương vừa cho biết, trong lúc đi làm rừng, ông Trần Chất ở thôn Phan Xá Phường đã phát hiện một con trăn khủng có trọng lượng gần 25kg, dài hơn 4m, đang nuốt một con dê, nên hô hoán mọi người đến bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng. Con trăn này được phát hiện tại vùng rừng keo lá tràm ở thôn Phan Xá Phường, gần khu vực Hồ Nghĩa Hy, cách khu dân cư khoảng 1km. Thời điểm phát hiện, con trăn đang nuốt nửa chừng một con dê, trọng lượng gần 10kg của người dân trong vùng. Người dân ở đây cho biết, con trăn này thường xuyên ăn dê và bê của người chăn thả, nên mỗi khi vào rừng, ai cũng cảm thấy lo lắng. Sau khi bắt được con trăn khủng, người dân đã báo với chính quyền địa phương và bàn giao cho hạt kiểm lâm Cam Lộ để làm thủ tục thả về môi trường tự nhiên. Ông Chất liền hô hoán, gọi người dân đến bắt trăn. Sau khi bắt được trăn khủng, người dân đã báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, làm thủ tục thả về tự nhiên. Người dân địa phương cho biết con trăn này thường xuyên ăn dê và bê của người dân. Còn bạn, bạn thấy sao về clip cận cảnh người dân phải bắt trăn khủng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.